Dạ em nghe thầy. Rồi mình bắt đầu nha. Ở bên đó bây giờ Cali mấy giờ rồi em? Dạ 4:15 thầy. 4:15 ở Cali. Việt Nam bây giờ là 6:15. Dạ. 6:15. Rồi mình bắt đầu. Rồi trong cái bài tập này là mình sẽ vẽ cái hình này đúng không? Dạ. Để vẽ hình này thì thứ nhất là em phải có mấy layer nè. Dạ rồi thầy. Rồi em có mấy layer ở đây. Đầu tiên là trước khi vẽ em phải xác định em có mấy cái layer trước đây đã. Thứ nhất là cái phần đường tim trục nè, cái nét center nè, phải có một layer riêng quản lý nó nè. Rồi thứ hai là phần kích thước phải có một layer riêng nè. Alo, Lan có nghe không? Alo. Alo. Mất tín hiệu để gọi lại. Nghe bình thường đó thầy ơi. À nghe bình thường nè. Okay. Em nghe bình thường á. Mà tại chắc ai đó gắn cái gì vô cái signature của em á nên em mới không nghe. Rồi. Dạ. Cái hình này nè, bây giờ em để ý là có mấy cái layer nè. Thứ nhất là cái center là em phải tạo một cái layer center nè, được chưa? Dạ rồi. Rồi cái layer thứ hai á, là cái layer của cái object nè, là của cái đối tượng nè. Object. Chứ là cái đêm không thầy? Và một cái layer nữa là dimension nè. Và layer nữa là gì nè? Nét khuất là hidden line. Giống như bữa hổm phải không thầy? Vậy mình làm rồi. Trang vậy. Đúng rồi. Bây giờ em khởi tạo một file kết mới, tại mình đang học, mình đang tập vẽ, thành ra mình phải khởi tạo một file kết mới để mình học, mình nhớ. Dạ. Rồi, em click vào new chưa? Cái bản vẽ em vừa vẽ là đơn vị hệ gì? Thứ nhất em phải xác định bản vẽ này đơn vị hệ mét hay là hệ inch. Em nghĩ là in không mà thầy, ít tới mét lắm thầy. Rồi, in thì em trở qua bên cái file, click vào new nè, new. Để em biết cách khởi tạo một file kết mới nha. New ở đây nè, em click vào new ở đây nè. Đây, new ở đây nè. Em vô đây xong này. New. Rồi em chọn file AutoCAD này, phải động lên thì mặc định đơn vị cái đó là hệ inch. Em click vào. Cái này phải không thầy? Đúng rồi, cái AutoCAD đó, No. Này nhấp vô. Đó. Rồi đầu tiên em tắt cái lưới đi. Tắt cái lưới. Dạ. Rồi em tắt cái khối điều hướng là navigation này đi. NAVV tắt nó đi. Wow, em đừng lít nó vào không gian 3D. Rồi em tắt cái khối này đi. Tắt cái khối này đi. NAVV enter em gõ vào. NAVV enter. Ủa sao nó có cúp? Đúng rồi đó. Rồi lướt vào off. Rồi em tắt cái thanh điều hướng này luôn. Không có cái biểu tượng đóng nằm đây nè. Tắt nó đi. Xong. Cái file này em tiếp tục em định dạng kích thước cho nó luôn, rồi sau đó mình lưu lại dưới dạng file mẫu để lần sau đó em vẽ em mở lên em khởi động rồi em vẽ luôn, chứ em không có phải tạo lại cái file này nữa, được chưa? Dạ. Rồi bây giờ khởi tạo là cái layer cho nó luôn nè, rồi mình lưu lại làm file mẫu. Nhập lệnh gì để tạo layer em? Còn không biểu tượng ở trên đây em click vào biểu tượng nào? Nó có layer nè thầy. Rồi. Xong rồi thầy click vô đây. Đúng rồi, đặt tên cho nó. Dim, viết tắt là dim. Object, chữ đầu viết hoa lên. Rồi, enter. Dạ rồi. Em cứ enter đặt lên rồi, đúng rồi, gắn màu sắc cho nó. Rồi, ok. Cái layer thứ hai. Layer thứ hai là dim đi ha. Dim. Màu sắc cho nó nè, em lấy màu đi, màu vàng, ok. Màu vàng hay đỏ này? Em thích màu nào em cho màu đó. Rồi. Dạ, cái nào cũng được. Đúng rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là central line. Central line. Em nghĩ điên cho màu đỏ đi. Ok, rồi chúng ta cho màu đỏ cũng được. Em đổi lại màu đỏ. Còn central line thì cho nó màu vàng. Rồi một layer nữa là gì nè? Thêm một cái nữa là hidden line. Hidden line. hai đèn lại hai heading line, enter. Rồi bây giờ em gán màu cho cái heading line mình lấy có màu gì đó. Ok, xanh. Bây giờ em quay lại em gán kiểu nét nè. Kiểu nét thì cái central line và cái heading line là nó phải nét gì nè. Không, kiểu nét em đích nhầm vào layaway, Ngay on line tile đúng rồi. Mình lít vào low. Dạ. Rồi em lít vào low nè, đúng rồi. Em lít chuột qua bên trái nè. Bên trái em lít qua bên trái á, mình cái tên á, rồi em gõ C đó, center là nét đó. Dạ rồi. Rồi em chọn center cái nữa, rồi ok. Rồi tiếp tục cái hidden line. Rồi lít vào low. Rồi lít qua bên cái tên, em gõ phím H. Ok, hidden đúng rồi, ok. Rồi em chọn hidden, rồi ok nó mới lên. Bây giờ em thấy nó xuất hiện ngay chỗ cái ô line tile là kiểu nét, còn layaway là cái đầu đậm nét in. Bây giờ em có thể gắn cái đầu đậm nét in cái lúc mà em in ra trên giấy luôn, ở đây luôn. Dạ. Cho từng layer một. Thứ nhất là object, em in đậm mấy ly nè. Còn là bao nhiêu thì đẹp này? Em in A mấy? Em in A4. A4 thì em chọn cái nét object này khoảng 0.5 đến 0.6. 0.5 đi, đậm quá mất công. Ủa sao nó dày quá vậy thầy? Hả? 0.5 mili mà. Cái này mili mà, có nửa ly thôi mà em. Có nửa ly. Cái này là con này. Đúng rồi. Đó, cái nét đó. Mà nó đậm dữ vậy hả thầy? Có nửa ly à, đâu có đậm lắm đâu. Nửa ly thôi. 1 mili rất là nhỏ, đâu có lớn đâu. Dạ. Rồi, cái lớp dim này thì em in nhạt thôi, lớp dim thông thường lấy khoảng 0.13. 0.13 đến 0.15 đối với A4 là đẹp rồi. Thì em cái này em chọn theo kinh nghiệm thôi. Về sau em thấy em in ở trên tờ giấy á, mà em thấy nó đậm quá em giảm lại. Dạ. Cái nét dim mà em phải in nhạt, chứ em in mà nó đậm bằng cái nét object thì nhìn nó xấu á. Cho nên mình in nhạt, còn dim nhạt thôi. Rồi cái central line cũng là in nhạt thôi, cũng cái central line này mình in nó nhạt bằng cái nét dim luôn là được. Dạ. Hoặc thậm chí nhạt hơn, cái nét dim. Rồi cho ngang bằng cái nét dim đi, 0.13. Cái heading line này cũng tương tự, cái heading line là em cho nó đậm hơn cái nét dim chút xíu, em cho nó lên 0.18 đi. Heading line á, Dạ. Cho 0.18 và 0.2 nha. Rồi, rồi bây giờ em load cửa sổ này lại. Thì những gì em tạo nó nằm ở đâu, em click vào em sẽ thấy nè, click vào cái ô layer á. Đây em cái đó là em khởi tạo. Này em lướt vào cái ô này em thấy nè. Cái ô này nè. Vô. Dạ. Thấy chưa? Rồi bây giờ em phải lưu cái file này lại. Tuy nhiên mình còn định dạng kiểu chữ nữa, em chưa có định dạng kiểu chữ. Rồi mình lưu lại cái file này luôn. Em định dạng kiểu chữ đi. Định dạng kiểu chữ là sao thầy? Tức là cái file két của mình nó mặc định đó. Cái kiểu chữ của trong cái file này là file kiểu chữ mặc định. Nếu mà em không định dạng á, thì khi mà em ghi ra đó nó sẽ không có được như ý em mong muốn, được chưa nào? Dạ. Gõ D enter, gõ ST enter. ST hả thầy? Đúng rồi, là test style á. Em gõ ra đi rồi em nhìn em sẽ hiểu nè, ST enter. Đây mặc định AutoCAD nó cũng có kiểu sẵn cho em là standard rồi, được chưa? Thì mặc định của nó cũng không Arial rồi nè. Rồi cái phông chữ cũng regular, ok bình thường hết. Thì cái con số 2 này nè, em lấy cái con số tỷ lệ em nhân với là cái chiều cao chữ cái lúc mà em in ra trên giấy đó, rồi em nhập vào đây thì nó ra được cái chiều cao của cái chữ, được chưa? Dạ. Ví dụ cái chiều cao của chữ lúc mà em in ra trên giấy em mong muốn nó là mấy ly đó, thì em lấy con số đó em nhân với tỷ lệ của bản vẽ thì nó ra con số, em nhập vào đây. Dạ. Ví dụ cái chiều cao khi in ra trên giấy là bao nhiêu? A4 thường chọn mấy ly đối với chữ, thầy dạy chưa? Em không biết mấy cái đó thầy. Rồi đối với A4 em lấy 2.5 cho đến 3 ly. Rồi em lấy 3 ly, lấy chẵn 3 ly đi. Giả sử cái bản vẽ đó em bỏ vào trong cái khung giấy A4 nó mang tỷ lệ là 1/5, 1/5 ví dụ như thế nha. Em nhập vào đây con số 15. Dạ. Rồi 15, cứ cho đại số 15 đi. Vào trong quá trình mình ghi chú mình sửa lại. Dạ. Thấy to quá mình sửa lại. Rồi width factor, lý do mình chưa có vẽ cái hình mình chưa có biết tỷ lệ, khi mình vẽ cái hình không có kích thước mình biết tỷ lệ của nó mình chỉnh lại. Rồi width factor mình để 0.8. Em cứ tập trung em làm đi, thầy quay lại lát nữa mình gửi lên YouTube rồi em lên em coi. Khỏi cần em khỏi ghi nha. Thầy có ghi lại đó, ghi lại là gửi lên YouTube là mình lên mình coi. Dạ. Rồi em nhập lại 0.8. 0.8 hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Rồi apply. Rồi load. Rồi nước vòng load. Giờ mình đã có được định dạng kích thước rồi, định dạng kiểu chữ. Kiểu chữ thì nó nằm ở đâu trên đây thì em click vào ngay chỗ cái annotation nè, click vào. Em thấy nằm đây không? Dạ rồi. Không phải. Annotation. Đâu rồi cái bảng công cụ test của mình nó hiện. Wow, nó không có hiện ra. Dạ. Không có thành test ở đây. Em cứ vào ST đó lại nè, ST Enter, em chọn cái kiểu này rồi em set current nó lên, set current rồi em load lại xong. Tiếp theo em định dạng dim, em gõ D Enter, em định dạng dim. Lưu ý mình đang làm file mẫu để lần sau em vẽ đó em không có phải làm lại, em mở lên là em vẽ thôi, được chưa? Dạ được rồi. Rồi em chọn standard nè, là nó apply cho tất cả những cái sau này luôn hả thầy? Đúng rồi, nhưng mà với điều kiện mình phải lưu, thì làm xong đi rồi thầy chỉ cho em lưu. Dạ. Rồi em chọn standard. Standard rồi thầy. Rồi em click vào new. New. Đặt cho nó cái tên. Đặt cho nó cái tên này. Kích thước dim á, dim. Rồi lan 1, dim lan 1 ha. Yeah. Em sửa lại. Ok. Tiếp theo ngay chỗ cái thẻ line, đầu tiên thẻ line nè, em qua cái thẻ line đi. Màu sắc hồi nãy em lấy đi màu gì đó, màu đỏ đúng không? Cho nó định màu đỏ đó, nó ở đây luôn. Rồi em thấy dimension line là cái đường này nó chỉ có màu đỏ rồi nè. Rồi bây giờ em tiếp tục em gán cho nó cái extension line là hai cái đường giống hai bên đó cùng màu, same color. Dạ rồi. Rồi tiếp theo mình qua tới cái symbol center round. Thì trong đây nè, em chú ý cái chỗ này, sao ok mấy cái này là mặc định, cái này mình theo cái tiêu chuẩn mặc định của nó hết, được chưa nào? Cái này là mặc định. Rồi em qua tiếp. Em qua tiếp tới cái phần primary unit nè. Primary unit. Thì trong đây á, ngay chỗ này có test tay ok mặc định được rồi. Cái màu test này em chọn đi. Khác cái đường dimension line chút, nhưng mình nãy em đã chữ màu gì đó chọn rồi, chữ màu vàng. Hiện tại chữ nó quay ngang nè, horizontal nè, thấy không? Nó đang quay ngang đây thầy. Rồi ok quay ngang rồi. Cái test alignment, cái test còn nữa nè, em trở lại cái test nè. Test alignment, vị trí của chữ hiện tại đang ở giữa thì đúng ý em chưa? Dạ. Rồi đúng rồi, thôi chưa thì mình chỉnh lại cái này nha. Còn giả sử em muốn quay theo cái đường ý thước thì em tích chọn vào align with dimension line này, được chưa em? Dạ được thầy. Đó. Rồi tiếp tục qua tới có thể fix nè. Em nhập con số tỷ lệ vào đây. Nhập số tỷ lệ vào đây. Mấy thường là 5 đó, hồi nãy mình cho mặc định ban đầu mình cho tỷ lệ là 5 đó. Ok. Dạ. Rồi em qua tới cái primary unit. Em lấy số lẻ ở đây nè, em lấy mấy số lẻ nè. Cái decimal này hả? Em nghĩ cho nó zero đi. Rồi, tức là em không có lấy số lẻ, em làm tròn đó. Được rồi, chưa. Rồi, xong rồi. Em chú ý cái scale factor là cái hệ số nhân của kích thước nha. Dạ. Rồi, em qua tao có thể fit, em cho cái size của cái điểm to lên nữa nè. Nó tăng lên. Cái này em cho nó lên 100 luôn đi. 50 đi. cái sai thôi, cái này mang nghĩa cái sai thôi, tí lát nữa mình ra bản vẽ là mình chỉnh lại. Rồi em ok. Rồi em ok, lát em ghi cái thứ em sẽ lát nó to. Em ok đi. Dạ. Rồi set current nó lên nè. Set current rồi low. Low nè. Ok, file mẫu của mình xong rồi đó. Bây giờ anh sell cái file mẫu này lưu nó lại có ở trong CAD bằng cách vào sell. Rồi sell, em lít vào sell. Cái file này em chưa có lưu lần nào hết thì em cứ lít vào sell. File sell. Rồi đặt tên cho nó bên dưới đó. File of type này nè, đây nè em. Em đừng chọn đường dẫn, không cần chọn đường dẫn nha. Em chọn nó ngay file of type nè, lít vào kiểu file đó. Lít vào cái ô là AutoCAD Drawing Template, cái đuôi là sao.dvkt bên dưới á, giữa đó anh rõ chuột xuống em ngay giữa nè. Cái này đúng không thầy? Đây cái dvkt chứ không phải dvkg. Dvkg là em lưu cái dạng file dữ liệu, dvkt là cái này nè, cái này làm lít vô. Anh thấy cái đường dẫn tự động nó tìm tới cho em cái thư mục là template luôn không? Dạ. Rồi ban nãy em lấy file AutoCAD em khởi động lên nè, em nhớ không? Dạ. Thì bây giờ em đặt tên lên vào, em đặt tên chèn cái a còng đằng trước để cho nó lên trên cùng nè, em chèn cái a còng đằng trước rồi my template. Template. Rồi thấy em chữ E. Rồi em lít vào save. Rồi ok. Đúng rồi. Thì bây giờ em thử em đóng cái CAD rồi em mở lại nè, tắt khởi động lại cái CAD nè. Đóng cái này luôn hả này? Đúng rồi, em tắt hết. Rồi cái file này em tắt luôn nên tí mở lại sao? Rồi được rồi. Được rồi, cái file này khỏi tắt, rồi em tắt cái kia rồi đúng không? Yeah. Bây giờ em khởi động cái file CAD mới. Bây giờ giả sử mình bắt đầu tiến hành vẽ nè. Em click vào new, click vào biểu tượng new đi. Em thấy nó hiện ra a cộng hai template qua ngay đầu tiên không? Dạ đây. Đó là cái mà em vừa tạo đó. Rồi bắt đầu vẽ thôi. Layer là có sẵn hết rồi nè. Em click vào đây em thấy nè. Dạ. Nè, có sẵn hết, em cứ vẽ thôi. Từ đây tới đây nó cứ vậy đó. Rồi. Dạ rồi. Về sau này khi mà em đi làm cụ thể, giả sử em làm việc cho một cái công ty thiết kế về design, về architecture, kiến trúc hoặc là về furniture, nội thất, thì em sẽ tạo những cái layer có liên quan đến cho phù hợp với cái công việc mình làm. Ví dụ đối với kiến trúc, em vẽ mặt bằng kiến trúc thì em phải có cái layer gì nè, phải có lớp cột, column, lớp wall, rồi lớp tim trục center line, lớp dim, lớp thét, vân vân, được không em? Dạ. Rồi, còn anh làm nội thất, giả sử em tạo một cái file mẫu để em vẽ cái bàn thì phải có những, thì cho dù em vẽ cái gì nó cũng có những cái layer nền, tức là baseline á, nó bay layer đó, có nghĩa là thứ nhất là phải có một layer dim, thằng nào thì cũng có một cái layer đó là gì nè, thét, rồi anh nào cũng phải có một cái layer đó là phần hát, phần tô vật liệu vào bên trong cái khối đó, hồi nãy mình thiếu cái lớp hát đó, tí mình bổ sung cái lớp hát đó, rồi lớp sau đó lớp phần tô đó, hatch. Mình trong cái bài này hình như em không thấy nó có không? Có cái này, nếu mặt cắt thì phải hát. Đây, cái này là như chiếu bên ngoài cho nên không có hát. Chừng nào mặt cắt thì mình phải hát vào đó. Rồi. Nó sọc đó, hả? Đúng rồi, cái phần tô á, phần tô vật liệu cho bản vẽ đó, cái đó gọi là hatch. Đây cái lệnh này nè, lệnh này làm ra nè. Hatch. Dạ. Rồi tiếp tục bây giờ nè, em lít vào cái drawing 4 nha. Dạ. Rồi em lít vào. Bây giờ bắt đầu tiến hành vẽ. Em lưu file lại, file này chưa được lưu nha. Rồi em save cái file lại đi. Save, đặt tên, chọn đường dẫn lưu nè. Đường dẫn em lưu ở đâu? Không phải đây. Ở sau này nó tập đông. Em lưu thông thường dữ liệu nên lưu một cái ổ đĩa khác, em lưu rồi. Chọn đường dẫn em lưu đó. Rồi em đặt tên. Rồi em gõ cái tên anh em dưới luôn. Mặc định cái file dữ liệu của nó là có cái đuôi DVKG, em chỉ cần gõ cái tên là được, không cần phải chờ để cái đuôi DVKG đâu ha. Dạ. Em cứ gõ cái tên thôi, không cần quan tâm cái đuôi mà tự động nó gán cho em là DVKG, tại vì cái ô file hai bên dưới em chọn DVKG rồi. Dạ. Rồi save. Ok, thì nó lưu cái file lại với cái tên là Lan B1 hình chữ nhật vậy đó, cái đuôi là DVKG cho em liền. Rồi tiến hành vẽ em. Dạ. Qua bên cái mới chơi chắc mình vẽ cái rectangle phân này. Đây từ từ em copy cái hình này em để qua bên cái không gian này luôn để mình nhìn qua nhìn lại mình vẽ cho nó nhanh, đỡ phải chuyển qua chuyển lại cái tab. Từ từ em copy cái này em điện đưa qua bên file em đang làm đi, chọn bo chọn hết nó nè. Rồi nhấn Ctrl C. Rồi em qua bên đây Ctrl V dán nó vô, nhấn Ctrl V dán nó vô, trong file của em nó dán vô trong file của em luôn. Em dán vô đi. Nó nhỏ, nó xuất hiện tại em trỏ mà nhỏ, em lấy chuột trái em chèn vô luôn đi. Lấy chuột trái đi. Rồi nhấp đôi bánh xe zoom ô lại, nhấp đôi bánh xe chỗ nhấp liên tục 2 lần. Em nhấp liên tục bánh xe, nhấn escape mở này, nhấn liên tục 2 lần cái bánh xe nè. Rồi thấy chưa? Thì hiện tại cái dim to quá đúng không? Em giảm lại, em nhập vào dim scale. Em nhập vào cái lệnh là dim scale nha, dim scale. Rồi. Không, dim scale em nhập nhầm cái D enter. Không, dim scale. S. Rồi enter. Từ từ 50 em to quá đúng không em? Em giảm lại cái này 50 là cỡ này nè. Em giảm lại mình khoảng thấy khoảng chừng 5 là được. 5 hoặc 10 là được. Enter. Rồi bây giờ em vào dimension em update nó, vào dimension này. Update. Em thấy dimension update cái giá trị, cái size dim scale có nghĩa là cái size của đường kích thước. Cái thứ em muốn lớn muốn nhỏ thì em cứ tăng giảm theo cái lệnh dim scale. Em bo chọn hết nó nè, bo chọn hết nó, lấy chuột trái. Em bao hết các bản vẽ đi, lấy chuột trái enter. Enter nè. Rồi. Sao nó không nhỏ? Em nhập dim scale chưa thành công hay sao đó? Dim scale nè. File này không biết là cái người vẽ trước họ định dạng như thế nào nữa. Rồi vào dimension nè. Có thể là họ đã sửa cái thông tin hết rồi. Họ sửa thông tin bên trong cái dim á, cho nên mình dùng cái lệnh update này nó không có hiểu, nó không có bị tác động. Nhưng mà bây giờ mình thử mình ghi một cái kích thước mới nè. Mình ghi kích thước mới em thấy không? Rồi, cái file này phải file của mình hay không? Dạ. Đây đâu phải là cái file của mình tạo đâu em. Phải không? Phải mà em nghĩ phải đó. Ừ, phải rồi, ok, khoan. Nhưng mà sao ở đây có thêm 2 cái này vậy? Là do em copy cái này em thả qua, do em copy cái file này em thả qua thì những cái layer của cái file này nó cũng nhảy vô, được chưa nào? Dạ. Và để giảm là cái size của cái thước nè. D enter. Lấy kiểu lan màu hồi nãy mình tạo là kiểu này nè, set current lên nè. Ok, go. D là y enter, ghi thước, kiểm tra lại. Ok, đây là kiểu mình tạo nè. Rồi, dim scale nè. 50 nó lớn quá thì mình giảm lại còn chừng 10 thôi. Rồi bây giờ đậm ghi lại nè, D là y nè. Ok, tại sao con số này nó không điều khiển được đây nè. D enter. ST enter, kiểm tra lại. Là do em sửa cái giá trị gốc, hồi nãy mình không có tạo new, đúng là em tạo cái mới nha. Em ta khỏi tạo một file kết, một cái mới hoàn toàn ở chỗ này. Cái lúc định dạng test đó, hồi nãy mình khởi tạo một cái kiểu mới mình đặt tên cho nó, do em không khởi tạo kiểu mới, mình sửa luôn cái standard luôn nè, em nhớ không? Alo. Alo. Rồi, để gọi lại. Là sở dĩ ban nãy là do cái lúc định dạng kiểu test hồi nãy em không có tạo một kiểu test mới mà em sửa cái kiểu chuẩn, cái kiểu mặc định của AutoCAD luôn là standard ở đây. Em hiểu không? Cái giá trị mặc định của nó lúc mà định dạng kiểu test á, em đừng có sửa ở đây, em mà mình tạo một kiểu mới. Cái này mặc định nó ban đầu là 0 đó, em cứ để lại 0 cho nó, em đừng sửa gì hết á. Rồi em phải chọn thử kiểu standard nè, rồi em click vào new nè, standard là 0. Khoan, em apply cái kiểu này trước cái đã, không trả về 0 rồi apply, để mình trả về cái mặc định standard cho nó là 0. Rồi bây giờ mình tự chọn từ cái standard này nè, em click vào new, em đặt tên cho nó rồi test, rồi style 1, ok. Rồi cái style 1, trong cái style 1 này nè em mới gán vào đây là đó 15 rồi cho em. Rồi đó, nhớ làm việc đó. Rồi apply load xong. Bây giờ mình định dạng là cái dim, mình kiểm tra chỉnh là cái dim. Em xóa hết trên màn hình, em xóa hết toàn bộ trên màn hình, em bỏ đi. Rồi xóa hết trên màn hình, bỏ rồi. Em nhập từ từ để kiểm tra là cái dim. Khoan DLI này, ghi lại cái thước để mình kiểm tra là thôi, chứ không có gì. Rồi nó to quá, mình giảm lại nè, D enter modify. Trong cái test này standard đúng rồi, ok. Test 2, cái test 2 này mình không có nhập gì hết, bây giờ nó đang hiểu nó nhập rồi. Bây giờ mình khởi tạo lại một cái kiểu dim mới nha. Mình không sửa lại cái cũ được hả thầy? Nó không cho sửa. Do nãy cái lúc ban đầu em định dạng cái test, em sửa cái chiều cao của cái test mất tiêu rồi, hiểu không? Mình quên tạo cái mới, em khởi tạo từ cái kiểu chữ gốc luôn. Thành ra nó lấy cái kiểu chữ gốc nó gán qua kiểu dim. Bây giờ em gọi D enter, em làm cái mới nè, nhanh thôi, không có lâu. Dạ. Rồi em chọn từ, em chỉnh từ cái kiểu standard này nha. Rồi click vào new nè. Tí mình xóa kiểu kia mình bỏ, rồi em đặt tên cho nó. Em cứ rồi dim. Rồi continue. Rồi từ từ nha. Trong thẻ line này em gán màu giống như ban nãy đi. Rồi qua tới thẻ test. Đây thẻ test nè. Rồi, đây cái chiều cao mặc định nó là 0.18 nè, anh thấy không? Này mặc định nó 0.18 nè, đừng chỉnh gì hết đó. Rồi, tiếp tục em qua tới cái thẻ, em gắn màu cho nó. Cái test color nãy em lấy màu vàng á. Rồi qua tới cái office, cho nó khoảng là 5, bằng 5 ngay overkill này, để bằng 5 được rồi. Rồi em qua tới cái chưa có xong, mình chưa có xong, em khoan, ok hả? Ok đi, ok cái đi. Em vô em sửa lại nè. Đây, điểm test 2 nè. Modify nè. Rồi. Lấy số lẻ ở đây em bỏ hết số lẻ đó. Precision đó. Rồi. Click vào ok. Rồi bây giờ em chọn nó, điểm test 2 nè. Click vào điểm test 2 nè. Set current nó lên. Ok. Rồi em xóa cái lan 1 bỏ đi, chưa em gõ D enter, em xóa cái kiểu cái định dạng cái D mà mình không có xài đi. Lan 1 standard đó xóa đi. Delete. Yes. Rồi xóa cái copy of standard đi. Delete đi. Rồi. Cái này không xóa được, lý do là nó đang xuất hiện, nó đang hiện diện trên màn hình của cái file của người ta copy qua đó em. Dạ. Rồi kệ nó đi, tí nữa mình xóa cái hình của người ta, làm xóa nó sao. Rồi bây giờ em đóng lại. Đây là do trên đây trên màn hình nó đang có cái hình của người ta nè. Em nhấp đôi bánh xe để giùm ô lại. Rồi qua bên kia em dán qua đó lại đi, nó mất rồi. Còn về dán nó vô nó chụp cái, nhấp đôi bánh xe giùm ô lại. Em cần rồi, ok thấy rồi. Rồi. Nó hơi nhỏ đúng không em? Em thấy nó có chữ số rồi, nó hơi nhỏ không? Yeah. Dim scale chỉnh cho anh to lên xíu. Em nhập vào dim scale. mình thấy nó lớn hơn gấp 3 lần cái này nhìn nó mới rõ. 3 là 15 đó, em nhập vô 15. Đây hiện tại là 5 nè em, 5 là nó cái size nó cỡ này nè, em nhập vô 15. Dạ. Enter là 10 rồi. Em click vào dimension update bên trên đó để chỉnh cho nó lớn rồi mình nhìn thấy. Dimension update ở bên trên nè. Đây nè, dimension nè. Chọn update. Rồi em bôi chọn hết toàn bộ cái cụm hình này. Bôi chọn hết toàn bộ nè. Rồi. Đây. Em làm như thế này nha. Em khoan chọn gì hết. Đầu tiên em click vào dimension update trước rồi sau đó mới bôi chọn. Em vào có thể dimension bên trên đi, cái menu dimension bên trên nó click vào. Rồi em chọn update. Bôi chọn hết toàn bộ, click chuột trái em chọn. Em Ctrl A vậy là nó sẽ không làm gì hết, được chưa nào? Đây, đừng có Ctrl A. Em click vào dimension này, chọn update là dùng cửa sổ á, đúng là click chuột mà đó, chọn vậy mới đúng á, enter. Enter, em thấy nó to lên không? Nó theo cái định dạng của em vừa tạo không? Dạ. Rồi em muốn to nữa, cứ đi cái dimension update, dim scale rồi sau đó update tiếp được không em? Dạ được. Rồi. Em thử em cho nó lớn gấp đôi cái này nữa đi, 1.5 lần đi, dim scale. Em nhớ cái lệnh dim scale này nha, 15, em lớn cho 1.5 là cho nó 15. Rồi, bây giờ bắt đầu em ghi em có cỡ 15, còn những cái gì đã ghi em muốn lớn thì phải vào update. Em chọn nhầm rồi, em chọn nhầm cái biến rồi, em chọn nhầm rồi. Em nhớ cái kép em bỏ đi, rồi em chọn cái dim style chứ không phải là cái dimension update. Em thích trở lại cái menu bên trên á, cái menu dimension á, rồi em tìm đến update trở lại. Rồi bôi chọn hết toàn bộ bản vẽ nè, zoom nhỏ lại để thấy hết. Bảo rồi rêu bản vẽ lên, em rêu bản vẽ lên, nhấn giữ, em chọn cho hết đi, chưa có chọn hết, nhấn giữ bánh xe, em rêu bản vẽ lên đi, rồi bao cho nó hết, lấy chuột trái, enter cái là xong. Thấy nó to lên không? Dạ. Rồi save lại, save những gì mình vừa làm lại, save. Rồi tiếp theo bây giờ mình vẽ cái hình này lại, vẽ cái bên đây được không em? Dạ được. Em chuyển qua bên cái thẻ Home. Sao nó là mục tiêu hết. Đây em qua cái tab Home nè, nó đang ở cái tab gì đó, em chuyển qua lại tab Home thôi ha. Dạ rồi. Rồi em vẽ đi, em vẽ cái bên đầu tiên em vẽ cái nét Central Line trước. Central Line là cái anh màu vàng. Rồi từ từ em chọn đây xong phải kiểm tra chỗ này có đúng by layer chưa, đúng rồi bắt đầu vẽ kiểu nét cũng by layer rồi vẽ thôi, để by layer nè, kiểu nét phải để by layer nha. Rồi xong bắt đầu em tiến hành em vẽ nè, em nhập lệnh line, em vẽ cái đoạn dài này là hiện tại đang là 75 inch đúng không, thì em vẽ nó lớn hơn 75 inch chút xíu, em cho nó 76 inch đi, 77 inch đi, lấy chuột trái. Em đang vẽ cái mặt bằng đó nha, cái hình mà em đang vẽ đó chính là mặt bằng đó. Rồi nó chuột trái đi, em bật cái 8 lên nè, cái 8 chọn thẳng góc, rồi em nhập vô, em cho nó 77 đi, cho nó lên 77, mỗi bên dư 1 đơn vị, enter. Rồi từ từ cái nét Central Line hiện tại em thấy nó quá là khít luôn này đúng không nè, em thấy nó khít quá không, thì em chỉnh cho nó thưa ra bằng cách nào, em nhập vào cái lệnh là cell scale, CELT scale, em gõ vào CELT scale, rồi em cứ làm từ từ thôi, không có gì vội hết, làm từ từ, enter. Scale. Rồi em gõ enter cái. Lệnh này dùng để thay đổi cái độ mịn của cái độ phân giải, cái resolution của cái nét này nha. Rồi sao kêu em thấy giá trị hiện tại nó là nhiêu? 3 lần. À 3 lần là em đang thấy trước mặt đó. Bây giờ em muốn cho nó gấp 3 lần lên thì em cho là 10. Cho khoảng 9 10 đó. 10 đi, lấy số chẵn là 10. Thật ra con số này nó theo tỷ lệ của bản vẽ. Hiện tại mà em mới có vẽ thôi, chị mình chưa quan tâm đến tỷ lệ nha, mới vẽ đúng kích thước thật ra cái hình trước đi. Mình luyện vẽ trước cái hình cái đã, nhưng ở những buổi học tiếp theo. Nó 10 lần mà sao nó đâu có... Em nhập 10 enter chưa? Dạ rồi. Rồi em thoát đi. Bây giờ bắt đầu em xóa cái line đó em vẽ lại thì nó có cả là 10 nha. Còn những gì em vẽ trước đó nó vẫn giữ như cũ. Mình không có ấy trên đó được hả thầy? Được được. Đó em thấy nó thưa ra gấp 10 lần không? Dạ. Còn những cái nét đã vẽ rồi mà muốn thay đổi nó thì nó có lệnh khác nha. Dạ. Còn cái này là dùng để thiết lập lúc vẽ thôi, mình dò mình thấy 70, mình thấy 10 chưa được thì tiếp tục mình sao kèm tăng lên tiếp lên được chưa em? Dạ được. Đó, em thấy nó ok chưa? Dạ rồi. Giả sử chưa ok thì tiếp tục em thử em sao kèm cái nữa đi, em giảm lại còn chừng 7 thôi. CELT scale. C chữ đầu em nhầm vào chữ S. SCALE cái đuôi cuối kệ nó có xuất hiện ra em lít vô luôn cho nó 7 thử, em thấy nó khích lại chút xíu nữa nè. Rồi bây giờ đầu em xóa bỏ em vẽ lại thì em thấy nó khích lại chút nữa nè. Đối với line em lít ngay là em xóa rồi, rồi em vẽ lại cái line đó em thấy đẹp chưa? Rồi đó em nhập vào em cặp Z lại cái vừa rồi là em vẽ đại cặp Z một cái thôi. Rồi em nhập vô 77 chọn điểm xuất phát nhập 77 enter em cắt bỏ đi em. Rồi em dựng hai cái đường tim đứng nữa, nhập lệnh line tiếp rồi vẽ thẳng đứng, em cứ vẽ thẳng đứng đi, em vẽ thẳng đứng đi bật F8 lên em chế độ thẳng góc á. Dạ em nhớ bật rồi. Rồi nó bật rồi đó, rồi em nhập vô từ từ cái chiều cao là 30 em nhập cho nó 32 đi enter em kép bỏ. Rồi em định vị cho cái đường central line này nó vô nó vào ngay giữa cái đường ngang chưa, đây là từ từ em định cho cái đường line này nè nó vào ngay giữa cái đường ngang, tức là cái trung điểm của nó phải bắt vào cái trung điểm vào cái line này đúng rồi, nó xuống nó chuột trái rồi xong. Làm sao để có thêm line nữa em dùng lệnh offset qua lệnh offset nhập khoảng cách vô nhập khoảng cách là nhiêu nè, em nhìn coi khoảng cách là bao nhiêu từ đây em tính coi khoảng cách từ đây qua đây bao nhiêu nè, từ đây tới đây là 70 em thấy cái thước tổng của nó nè, cái thước tổng của nó là từ đây qua đây là nhiêu 65 rồi 65 rồi 65 trừ cho từ đây ra đây là bao nhiêu em, từ đây ra đây là bao nhiêu nè, từ đây nè ra đây nè 10 đúng đó rồi 0.5 10 chứ nè R10 nè R10 không nó có 5 hả thầy? Nó có 5 mà tại nó phi 10 là nó 5 có rồi 5. Rồi phi 10 không nhưng mà ra tới đây luôn em phải tính khoảng cách từ đây ra tới đây luôn nè, tại vì á xin lỗi cái khoảng cách 65 là em ghi từ cái đường tim này qua tới đây đúng không? Thì bây giờ em cần tìm khoảng cách giữa hai cái đường này nè, em thấy nè 65 trừ đi cho khoảng cách này nè nhiêu 12 hay nhiêu 12 65 trừ 12 là còn lại 53 rồi thì từ đây qua đây phải 53 không? Em nhập lệnh offset chưa, nhập lệnh offset đừng có chọn gì hết á, em nhập lệnh offset đi khoan chọn gì hết á, nhập lệnh trước rồi offset nhập khoảng cách liền 13 enter 13 hay 53 thôi. Xin lỗi 53 enter. Rồi chọn cái line đó, cái line đứng á, em đừng có lít ngang giữa cái dấu cộng, nó không có hiểu là chọn cái line ngang hay line đứng, chọn đó đúng rồi, lít thẳng qua bên phải luôn, lít thẳng qua luôn, lít chuột trái. Em có lít là nó làm không bằng canh gì hết á, em không bằng canh lít luôn. Rồi thì tự động nó sẽ đi qua đúng bằng 53A cho em thôi, được chưa? Dạ. Rồi cái đường tim đã xong, bây giờ em chuyển qua cái layer object em vẽ đi. Kiểm tra màu sắc chưa em kiểm tra màu sắc kiểu nét có đúng chưa, by layer rồi bắt đầu vẽ. Đôi khi nó chưa đúng cái chỗ đó mất công em vẽ đã rồi em phải chỉnh lại mất thời giờ nha. Bây giờ em vẽ hai cái lỗ trước, vẽ hai cái vòng tròn trước. Vòng tròn của em bán kính nhiều nè, vòng tròn lớn nhiều nè, phi 15 kìa. Phi thì em phải làm sao? Em cần đơn Z lại. Em phải nhập phi thì em phải nhập 15 chia 2 hoặc là em gõ D enter rồi mới nhập 15 được, được chưa? Phi là cái đường kính đó. Xóa bỏ vẽ lại nè. C enter. Chọn tâm nè. Em tưởng đâu nó ghi là nó ghi đây nè. Đây người ta cho phi nè, em thấy rõ ràng không? Phi. Nè, phi nè. Phi nghĩa là đường kính, thì đường kính là sau khi chọn tâm xong, em click chọn tâm đi, Rồi, trước khi nhập giá trị em phải gõ D enter rồi mới nhập 15. Dạ, nếu mà em muốn đi enter thì mới là 15, còn bình thường nó hiểu em là 15 bán kính, Nếu nhập 15 enter nó hiểu là bán kính. Đúng, em nhập phải lấy là 15 chia 2. Em nhập 7.5 đó. Còn không em nhập thẳng luôn 15/2 luôn nha. Dạ. Giả sử vector nó bị lẻ đi, nó 18 nó 19 đi. Thì số nó lẻ thì bắt buộc em phải nhập 19/2 luôn. Khỏi cần nhẩm. Em vẽ vòng tròn tiếp theo, phi 10 kìa, chứ là R5 đó. Em nhập 10/2 nó cũng vẽ nữa. Em nhập 10/2 thử một cái. Khi nhập thì em không cần phải rên chuột lít vào trong cái dòng comment đâu. Em cứ để rõ trong không gian model, được chưa? Rồi tiếp theo. Bây giờ em vẽ cái hình chữ nhật bên ngoài có bo tròn. Làm sao vẽ nó nè, em nhìn cái hình vẽ. Em phân tích cái hình xíu. Mình vẽ cái hình chữ nhật bình thường rồi mình dùng cái lệnh ấy thầy, định vị, cái lệnh fill liệt đó. Fill liệt đó, mình on đó lại. Rồi em vẽ đi, Em nghĩ là vẽ bằng cái này, rectangle. Một là em cứ vẽ. Làm sao em bắt điểm này? Rồi bây giờ làm sao để tìm cái điểm này nè, em nhìn nè. Em nhìn làm sao để tìm được cái góc này đúng không? Em thấy là có phải mình TK từ đây nè, TK đi ra một khoảng là 12 và đi xuống 15 không? Nè, ta cho 15 nè. Rồi em nhập vào TK để tìm cái điểm đó, cái góc đầu tiên là ở dưới bên trái. Enter, lưu ý góc đầu tiên em nên tìm góc dưới bên trái nha, enter. Rồi em chọn điểm bắt đầu TK nè, điểm bắt đầu TK của em ở đây nè, tích trục trái. Rồi em chỉ hướng qua bên trái. Em nhập khoảng cách nó vô 12 enter. Rồi em chỉ hướng thẳng xuống bao nhiêu nè, 15 enter. Đúng điểm em cần chưa? Dạ rồi. Rồi là gõ enter để thoát hết trát. Enter. Rồi nó thoát cái TK rồi. Bây giờ nó chấm cái góc xuất phát của hình chữ nhật này đó rồi. Bây giờ em nhập vô cú pháp vào. Cú pháp gì để em vẽ được cái hình chữ nhật có kích thước là 75 và 30? Cái này là lưu ý không cần lít chuột vào đây, em cứ để rõ trong đây bình thường, em cứ nhập tự động nó điền vào dùng comment cho em nha. Enter. Enter. Rồi em thấy nó vẽ đúng chưa? Rồi bây giờ em bo tròn cái bán kính 10 đó bằng lệnh gì nè? Bằng cái lệnh fill liệt này. Rồi fill liệt từ từ em nhập lệnh fill liệt xong, em đừng có vội chọn. Em nhập lệnh bỏ fill liệt đi. Để bo tròn phải có cái gì em? Có cái radius đó thầy. Radius em phải khai thác cái biến này trước nè, cái biến radius ở đây nè, click vào. Rồi em nhập cái bán kính vào, nhiêu nè? Radius này là 10. Rồi em nhập vô. 10. Enter. Rồi em chọn hai cạnh đó. Click nè. Click đi. Em phóng to lên chút xíu. Rồi click. Nhớ nhập lệnh fill liệt xong phải gõ R enter và click vào radius rồi mới nhập cái bán kính, rồi sau đó mới chọn hai cạnh chứ không phải nhập liền nè, rồi sau đó chọn liền, được chưa? Mặc định nó bán kính nó bằng không, mặc định cái file mà mới khởi động lên thì cái fill liệt nó có radius làm bán kính bằng không. Rồi hình này xong cho em, xong rồi giờ bắt đầu em vẽ cái mặt đứng của nó. Thì cái hình này người ta bố trí bên dưới, cái mặt đứng người ta vẽ bên dưới thì theo như vẽ cho theo tiêu chuẩn bản vẽ mà nó chuẩn á, thì cái mặt bằng em để bên trên, em để dưới, còn cái mặt đứng em để bên trên, được chưa nào? Thì không biết là ở bên Mỹ mình học là thầy hướng dẫn là mình bố trí theo tiêu chuẩn bản vẽ bên đó là cái mặt bằng này theo cái vị trí này hay là đặt ngược lại em? Sao cũng được thầy, tại tụi nó giống em vậy đâu biết đâu tụi nó làm. Tức là những cái bài tập mẫu của thầy đưa lên đó, em thấy là cái mặt bằng người ta để dưới hay là mặt bằng người ta để trên hay để dưới, hiện tại đang để bên trên và mặt đứng đang để bên dưới nè, thấy không? Em chưa có nhìn thấy bảng này thầy ơi. Rồi em nhấn Escape thoát cái bàn tay đi, nè. Em thoát cái bàn tay đi. Sao nó dính cái bàn tay? Em nhấn phải cái phím gì mà nó dính cái bàn tay rồi. Nhấn cái kép á, nhấn cái kép á. Em đâu có nhấn gì đâu thầy, nó không được. Exit nè. Khoan em thoát lệnh ban đây nè. Lít vô exit. Này nè, em cứ chuột phải, lít vô exit. Lít vô exit. Bị dính phím. Bị dính cái phím bằng phím của em, không biết dính phím gì. Em nghĩ phím. Rồi. Dính phím, bằng phím của em bị dính. Rồi, tiếp tục nè. Rồi bây giờ mình bố trí cái mặt bằng này bên dưới nha. Em mua nó đi. Em mua nó xoay ra chút xíu. Rồi mình mua nó nè, M enter nè, định vị nó xuống dưới đây đi. Em lít nè. Em lít chuột trái ngay cái hình đó, lít chuột trái. Rồi, anh tắt cái 8 đi, tắt cái 8 để mình đưa nó xoay ra nè. Tắt cái 8. Rồi em lít chuột trái nè. Lấy chuột trái, cố gắng cái xong cái hình này mới nghỉ nha em. Dạ. Rồi bây giờ nó nằm đây là ok rồi nè. Bây giờ bắt đầu cái vị trí bên trên này nè. Vị trí bên trên này chính là bố trí cái hình này nè, được chưa em? Dạ. Thì cái hình này là mình gióng lên thôi, mình chỉ gióng lên mình vẽ thôi chứ không cần phải dựng tim, không cần phải dựng nữa, được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu em gióng nè. Thứ nhất là em gióng hai cái đường tim lên. Để gióng thì em nhập lệnh line em gióng. Like. Nhưng mà em muốn bỏ cái màu xám xám đúng không? Hay làm gì đó? Màu xám nào em? À đúng, em nên dựng nét nháp á, để lát mình xóa. Rồi em lít đi. Em cắt bỏ nè. Em copy, nhiều dùng lệnh copy á, em dùng lệnh copy. Từ từ đừng giống nữa, lâu mất thời giờ lắm, em copy cho nhanh nè, copy cái line em vừa vẽ đó. Cái line em vừa vẽ, đây nè, line này. Rồi enter. Rồi điểm đặt em chọn góc này nè, đây cái góc đó. phóng to lên đi. Rồi em bắt qua, em bắt đi, tiếp tục bắt tiếp nè. Rồi tiếp tục ở đây nữa nè, từ từ đây nè em, đây lít ngay cái vòng tròn, cái lỗ tròn á, lít lỗ tròn tiếp theo nè, lít rồi cạnh ngoài, cạnh bìa luôn, lít cạnh bìa, ngoài bìa em phóng to lên bắt cho đúng nè, lít. Em lít ở trên này cũng được, lít trên không nhất thiết phải bắt ngay đó đâu em bắt ở trên này cũng được nữa nè, ngay cạnh là được rồi, lít miễn sao ngay cạnh là được rồi. Rồi nhấn cái kép bỏ đi em. Rồi bây giờ có phải em có công nhận là nó đã giống ngang cho em hết chưa? Bây giờ em vẽ một cái line ngang, dạ. Cc xuống, em vẽ cao quá, c xuống nữa. Rồi được rồi. Rồi vẽ qua, ta tới đây thôi. Đây. Lít, em kép bỏ đi. Em chuyển nó qua cái màu xanh trước khi vẽ nha, mình chưa chuyển màu xanh rồi, em xóa bỏ trở lại nè. Chuyển qua cái chỗ này là by layer trước cái đã. Ngay ô màu á. Rồi by layer, ok, rồi em vẽ đi. Để nhìn đó mình phân biệt cái nét nào là nét nháp. Rồi, em xoay xuống xíu. Rồi được rồi, rồi đừng zoom nữa, em để yên chuột nó đừng có lăn nữa. À, lấy chuột trái, em vuông góc qua nè, lấy chuột trái, em kép bỏ đi. Rồi tiếp theo, bây giờ này em thấy là cái chiều cao của nó là bao nhiêu nè, cái bề dày này bắt buộc em phải offset rồi, được chưa? Offset nó lên 15, rồi offset cái line này lên 15, nhập lệnh offset, nhập vô 15 enter, nhập lệnh offset xong. Em đừng có thói quen hai lít chuột vào đây, mất thời giờ lắm, em không cần, em cứ nhập offset enter nè. Rồi, đây là làm từ từ cho em coi, em quan sát cái này nha. Đây em quan sát nè, nhập lệnh offset này nha, nhập lệnh offset xong đưa anh trỏ ra ngoài không gian vẽ, để anh trỏ đây luôn, không có cần lít vào đây nha, không cần lít, em cứ để trỏ ở đây đi. Rồi em gõ vô 15 enter, rồi sau đó em cứ chọn cái line này, em lít lên, được chưa? Nó offset lên, dạ là 15 rồi đó. Rồi nhấn cái kép bỏ. 15 là cái nét này nè, em vừa vẽ được cái nét này nè, được chưa? Yeah. Rồi giờ tiếp theo cái nét trên là offset từ cái line dưới lên 30 đúng không? Rồi offset tiếp nữa nè em. 30. Enter, rồi line dưới cùng, line dưới. Lít thẳng lên trên. Em cứ lít nó làm thôi, không cần canh, nhớ kép bỏ nè. Nhấn kép bỏ. Rồi bây giờ tới cái nét khuất. Giờ em trim đi, em trim cái khu vực này ra đi, trim để mình lấy cái hình mình cần đi. từ từ cái nét nó đâu có trim em, cần trim Z lại cái nét nó à có, xin lỗi, có đấy, có. Dạ. Nét nào không có em cứ trim đi. Cái nào nữa hay là cái nào à, có rồi, đúng rồi. Rồi cái bên dưới xóa, cái bên dưới lát xóa, em cứ trim cái chỗ mình cần thôi, lát cái bên dưới mình xóa. Cái này em thấy không có. Đúng rồi. Không có, bỏ này luôn đi. Cái đó để lát xóa, lát mình xóa chứ cái đó em dạ. Không thấy được. Xóa dạ. Rồi. Là trim tử cái này. Rồi, đây rồi anh ta hay làm tiếp nè, em cắt tiếp nè. Đúng rồi. Em dùng cửa sổ em mở qua phát một, em cắt luôn phát một luôn chứ em sẽ cắt một cái lâu lắm. Rồi. Rồi bây giờ trim khúc ngắn này đi nữa nè, cái lon ngắn này nè. Làm lít vô. Dạ. Rồi cái nét này không có, cắt luôn nè. Này hai nét này nè. Dạ. Hai nét này TR hay là trim nó bỏ đi, nó không phải là cái lỗ đâu. Đây. Cái nét này trang đây nét này đó. Không nét này trong. Đó nét này. Rồi lít nét bên kia nữa, nét bên kia. Rồi em kép bỏ. Dạ rồi. Này cái khối nó lồi lên, này cái cục lồi lên chứ không phải là cái lỗ nha. Dạ. Còn đây là cái lỗ nè, em thấy không? Đó là cái lỗ. Dạ. Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái màu cho nó giống như cái hình này đi. Tức là hai cái nét này là hai cái nét object nè. Ba cái nét này, mấy cái nét trắng mình chuyển nó qua cho nó giống màu như cái này. Dùng lệnh gì em? Mask drop nữa nè. À, mask property, lệnh tắt là MA enter. Nhớ cái lệnh này. Rồi em nhớ lệnh này nha, lít chuột trái, lít vào, lít rồi, đúng rồi. Không có nét giữa, nét center, lát mình center sao? Rồi, đúng rồi. Rồi, còn mét, rồi đúng rồi, em kép bỏ đi, đủ rồi. Bây giờ mark rớp cho cái nét center. Rồi, lít vào cái nét center màu vàng bên dưới, đó. Lít, rồi quét lên trên, rồi lít, còn nét bên phải nữa. Không có nét đứt, lít nét kép bỏ, đủ rồi. Rồi bây giờ mình em chuyển hai cái nét này qua nét đứt nè. Này nét này nè em. Chọn này lít. Em phải xóa cái này nữa phải không thầy? Xóa đúng. Em xóa đi. Rồi xóa tiếp nè. Rồi, em chọn hai cái nét màu trắng đó, chuyển nó qua hidden line. Chuyển nó qua layer hidden line nè. Lít đi. Rồi chuyển qua lít vào ô layer á. Nó chọn rồi. Lít vào ô layer tìm đến hidden line. Rồi, by layer cho nó, by layer bên trên. Đúng rồi, nhấn e kép thoát nè. Nhấn e kép để thoát. Ok. Hình này đã xong. Bây giờ tiếp theo em vẽ hình tiếp theo nha. Hình tiếp theo là hình bên đây. Thì hình này nè, tiếp theo em vẽ hình này nè. Được chưa nào? Hình này thì bằng cách là mình giống từ đây mình giống qua thôi. Giống cái này không mày? Em cũng nhập lệnh line, em chuyển qua cái màu trắng hồi nãy em giống ngang qua. Rồi em giống đi. Đó, giống, lít chuột trái, em lít đi. Rồi em kép bỏ copy. Thôi em vẽ line luôn đi tại cái hình này nó dài ngắn nó khác nhau quá. Lít. Enter. Rồi, tiếp nè. Rồi ở trên nữa. Ở trên nữa. Rồi, bắt đầu. Đủ rồi. Em nhập vào cái cục đây đầu tiên là từ từ nè. Từ từ em quan sát cái cạnh này nè, cái cạnh ngang này nè, nó chính là cái cạnh ngang ở đây, được không em? Tại cái khối này, em tưởng tượng là cái hình này nè, chẳng qua là nhìn từ đây nè, nhìn vô nè, thành ra cái cạnh này nè, thì nó chính là cái đoạn ngang này nè, hiểu chưa em? Rồi, trong khi nó là 30 đúng không? Em vẽ một cái line đứng lên đi. Em cứ vẽ một cái line thẳng đứng luôn. Bắt từ trên vẽ xuống luôn. Nhập line trước. Rồi em cứ bắt từ trên thẳng xuống, lít. Em kép bỏ đi. À bà cái 8. Em vẽ line luôn, lát mình xóa mấy cái đường trắng sao? Bây giờ em tưởng tượng em vẽ luôn, không cần trim mấy cái đường trắng, chứ mình không có tận dụng cái đường trắng làm gì, mình vẽ luôn cái nét xanh luôn. Lát mình xóa đường trắng cho nhanh. Và 30 đó. 8 luôn thì đúng rồi, 8 bật lên cho nó thẳng góc, nó không nó lệch cái hình. 30. 30. Enter. Đi lên luôn, bắt thẳng lên luôn. Click quay về điểm xuất phát. Click các bỏ đi em. Rồi bây giờ mình offset cái hình này thôi ha, offset. Nhằm lên line thì vẽ trùng đây luôn, ở đây có nét nữa nè, nhằm lên line vẽ trùng đây, đây có nét này, click. 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 Để ngang qua, đó đúng rồi đó, click các bỏ nè. Rồi, nó còn nét gì nữa? Cái phần trên này nè, cái phần cái chớp trên này là em thấy là nó là phi 15, tức là offset cái line giữa. Em phải vẽ một cái line, cái đường tim trục trước đi, dựng cái đường tim trục ngay giữa cho nó. Rồi offset cái tim trục nó qua mỗi bên là 7.5. Em copy cái line đó, tim trục nó qua cũng được, copy. Em đặt em chọn đâu nè? Chưa, em thoát đi. Bây giờ mình có tim trục em có sẵn rồi, em copy qua thôi, nhập lần copy, em đừng có chọn gì hết á, nè, nhớ nhập lần copy không cần chọn gì trước, nhập lần copy trước đi. À, em đừng có xài Ctrl C, trong nội bộ, một cái file á, thì em dùng copy này nè. Đây. Còn để lấy một cái đối tượng từ file này sang file khác thì em phải chọn là nhấn Ctrl C, được chưa? Ctrl C là copy toàn cục, còn cái copy này là copy nội bộ trong một file. Cái này chính là local nha, còn cái kia là global. Dạ. Nếu mà vậy thì em làm copy rồi offset lại, em chọn cái này. Enter chưa? Em enter chưa? Enter, em chọn nó từng, enter từ từ điểm đặt em chọn ở đây nè, điểm đặt em chọn ở dưới nè, điểm đó, ngay góc là list. Em list đi. Rồi em di chuyển bắt ngay trung điểm mid point, list chuột trái. Cái kép bỏ xong. Xong rồi, bây giờ em offset qua mỗi bên là 7.5 để em có được cái phần lồi lên cao lên nè. Này hả thầy? Nè, từ từ. Em quan sát hình góc của người ta nè. Em offset qua mỗi bên một 7.5 nè, từ đây nè ra đây 7.5 nè. Từ đây ra đây 7.5 để em được cái line, hai cái line này nè, được chưa? Dạ. Rồi offset. Offset. Em nhập vô 7.5 enter. 7.5 enter. Rồi em chọn cái line giữa đây em, line giữa, line center, cái next center á. Cái next center, em xóa đi, nãy em chọn nhầm cái line kia rồi, em click vô cái next center đi. Click ra, em click đi, rồi chọn next center đó lại, click qua bên kia, click ép bỏ. Dùng lệnh gì để cho nó giống cái nét object em? Dạ, dùng MA. À, Max Property. Tắt là MA, biểu tượng là cái cọ trên cái thanh công cụ này là standard. Đúng rồi. Rồi em kép bỏ. Đủ rồi. Bây giờ em chuyển, em trim bỏ phần thừa đi. Trim bỏ hai cái nét đó đi. T rồi anh ta hai lần. Cắt nó vô, cắt nè, cắt. Rồi em xóa hết tất cả mấy cái nét màu trắng đi. Có 3 nét màu trắng, dùng cửa sổ. À, xóa chứ không phải trim. Cái xóa nó khác cái lệnh trim. Trim là nó cắt một khúc bỏ, còn xóa là nó delete luôn. Rồi em trim lại cái này đi. T rồi anh ta hai lần. Click nè, nét bên kia. Rồi nhấn escape bỏ, đi. Nhấn rồi. Bây giờ mình chọn mình xóa mấy cái nét này chứ em trim hàng lát nó rơi rụng từng khúc hết á. Mình xóa hết mà. Rồi delete đi. Xóa thì nó bay mất cái này của em rồi. Đúng rồi, em bỏ đi mà, em đâu cần nữa đâu. Cái nét này là nét nháp. Rồi em xóa đi, Xóa luôn. Ok. Hồi nãy em vẽ rồi mà. Rồi hai cái đó nó trùng lên. Rồi nó dư thì trim bỏ nè, hai cái nét cái ngạnh trên đó, ngay cái đầu trên đó. Để chuột trái, nhấn cái kép thoát. Bây giờ em đoán rồi, cái nét này nét gì nha. Tại sao chỗ này lại có cái nét này? Cái nét này là nét gì? Em nhìn đi. Nét gì? Cái đó là cái trục hả thầy? Em nhìn coi nó là nét gì nè. Cái này nét nó thể hiện bằng nét đứt mới đúng. Nha. Nó bị ẩn vô mà không thầy, đâu phải là cái đúng tiền đó. Nó ẩn, nó nằm ở bên ngoài nhưng mà do cái hình này là chiếu là đứng đây nè, chiếu hẳn qua thành ra nó bị ẩn. Em nhìn đây là nhìn qua em sẽ tưởng tượng ra nè, từ đây nhìn qua nè em thấy nó là cái gì nè. Nó cái gì mà trên cái lũng lỗ tròn tròn hả thầy? Từ đây nhìn qua nó là biết rồi, nó là cái công, nó là công của cái trên Nhưng mà em nhìn trong trường hợp này có đúng không? Nhưng mà không đúng luôn, thì nó cũng không đúng, nó cũng không đúng nữa. Tức là người này họ vẽ nó không chính xác trong tình huống này. Thật ra không có cái nét này nha. Tại cái này cái mặt bằng mà, này cái mặt bằng ở đây nhìn qua nè. Nếu mà thể hiện á, nếu mà thể hiện là thể hiện cái đường ở chỗ này nè, ngay vị trí này nè. Tuy nhiên cái đường này, tuy nhiên cái nét này người ta không có vẽ ra nha. Thực tế người ta không có vẽ cái nét này ra. Tại vị trí này nó liền qua luôn nè. Line tiếp xúc với vòng tròn thì thực tế khi chiếu á, là người ta không có vẽ cái nét này ra. Nếu có vẽ là người ta để chấm chấm để người ta biết cái vị trí tiếp xúc thôi, được chưa? Cái nét này là cái nét này thật ra là cái nét thừa của cái người này khi người ta vẽ rồi người ta quên xóa đi, nét là nét thừa thôi, không có gì hết đó. Thì delete gõ đi. Thừa thôi. Nè, tại vì em nhìn nè. Cái tròn tròn này là mình không cần luôn hả thầy? Cái nét chỗ này là em giả sử nha, giả sử giờ mình vẽ cái hình chiếu đây, nhìn vô đây nha. Thì em cũng chỉ vẽ được cái hình chữ nhật như thế này thôi nè. Cái chỗ tròn tròn á, nếu mà em vẽ em kỹ á, thì em cho nó một cái đường nét chấm chấm để cho ta biết cái vị trí tiếp giáp giữa thẳng và tròn, được chưa? Em cho nó qua một cái nét đứt hoặc một cái màu khác để cho người ta biết cái đường, cái vị trí tiếp giáp. Cái chỗ này là nó tròn nè, cái phần này nó tròn nè, phần tròn là phần này nè, được chưa? Đó. Chứ còn thực tế là cái nét này em bỏ luôn vẫn được, không cần vẽ. Nhưng mà nhìn trên mặt bằng thì mình thấy nó tròn, được không em? Còn trong trường hợp cái hình này á, chiếu từ đây, cái hình này nè, là người ta đang chiếu từ đây nè, đây người ta nhìn vô nè, thì em thấy tự nhiên là lại có hai nét này là hai nét gì, đúng không? Ở đây đâu có đâu, đây đâu có cái nét nào thể hiện cái đó đâu, ở đây cũng không có. Chừng nào ngay chỗ này có cái rãnh á, cái chỗ này giả sử có cái rãnh ở chỗ này nè, thì cái nét nó đâu đây nè, được chưa? Này đâu có đâu. Thì hai cái nét là thừa nha, hai nét là rác thừa. Thì cái hình em làm là ok rồi, được chưa? Rồi bây giờ em trim bỏ phần thừa bên dưới đi. Trim bỏ phần thừa. Trim bỏ phần thừa. Rồi em offset cái line giữa ra hai bên để mình ra cái nét khuất nữa, cái nét khuất của cái lỗ tròn này nè. Cái nét khuất. Em thấy có cái lỗ tròn không? Dạ rồi, em thấy rồi. Cái phép chiếu là em nhớ không? Bên đây nhìn qua thì đương nhiên là em thấy cái lỗ tròn đó là nét khuất. Chị mình bỏ ra khoảng bao nhiêu này? Đây nè, từ từ giải thích cho em hiểu nè. Từ cái tâm em đứng từ bên trái, em nhìn qua bên phải. Đây là cái phần lồi lên trên rồi mình không nói. Cái lỗ, lỗ này chính là cái lỗ nè. Thì nguyên tắc nó khuất, em phải thể hiện bằng nét khuất ha. Nó chính là mình vẽ cái lỗ này là phi 10 đó, phi 10 chứ. À, phi 10 vậy em nhập lại vào offset, nhập vào offset nhiêu nè? Offset 5 thôi. Offset 5. Nhập lại offset. Rồi nhập vào 5 enter. 5 enter. Ủa em bấm rồi phải không thầy? Nhập 5 enter chưa? Chưa, em chưa có nhập. Ủa em chưa thì nhập. Cứ nhập 5 enter rồi phóng to lên, phóng to cái chỗ cái em đang vẽ đó, phóng to lên, chọn nó nè, lít qua bên trái. Rồi chọn lít qua bên phải. Em kép bỏ rồi bây giờ em mark property nữa nè, mark property MA enter. Lít vào cái nét object. Lít vào nó. À xin lỗi, nét đứt. Em lướt vào nét đứt trở lại đi. Nhá, kép bỏ nè. Nhập lệnh mát trở lại nè. Tại nó nét đứt chứ không phải là nét object. Nó là nét object. Nó là cái MA nè. Chọn nét khuất. Lít. Kép bỏ, trim hai phần trên đi. Trim. Nhằm mình cứ làm lại, nhá, kép làm lại, không có đề gì hết. Nhá, kép bỏ luôn em. Phần còn lại là cái kích thước em làm được không? Dạ được thầy. Rồi mua qua mua lại ghi thước thôi, phần này khỏi nói nữa ha. Rồi video này mình kết thúc tại đây nha. Bây giờ tới giờ thì phải đi làm rồi. Để buổi học tiếp theo thì có gì nhắn tin qua Zalo cho Lan, rồi lúc đó mình online tại cái giờ Việt Nam với giờ Mỹ nó chênh lệch nhau, thành ra mình cố gắng mình chọn cái giờ để cho Lan có thể học được nha. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Rồi bye bye nha. Dạ have a good day thầy, bye thầy. Ok.